Cả nhà gọi quá rồi, kéo vô này. Sao anh lụ? Có mà. Thì vậy là đánh vòng luôn hả gì? À. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Bữa nay tiếp tục nè, em với anh Hậu với anh Lụ thì đi giăng lưới cá rô cả nhà. Bữa nay giăng cỡ nhiêu mét anh Lụ? Này hả? Ừ. Này gần 200 mét á. Gần trăm mấy cả nhà. Trăm rưỡi đi. Trăm rưỡi mét. Bữa nay rồi chiến với cá rô độc nè. Hôm qua thì mưa rất là mưa luôn. Mưa khủng khiếp luôn, mưa ngày mưa đêm luôn. Giờ mấy anh em tranh thủ ra coi chỗ nào có được nước thì mình thả ít lưới bắt mớ cái rô đồng. Mưa này cá dưới kinh nó lên nhiều quá lụ. Trước tiên em cũng gửi lời cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn vì đã xem video ủng hộ cho em á các nhà. Đi trong trường hợp đi quay săn bắt này á thì có gì thì mấy anh em bắt cái nấy, với lại tháng này là mưa bão nên không có khó khăn lắm, rất là khó khăn luôn, nấu ăn ở ngoài đồng cũng rất là khó nha. Làm khi mưa đang quay mưa tới luôn mà mấy anh em chạy không kịp luôn thì cũng rất là lạnh, với lại không có chế biến được ở ngoài đồng được thì mùa này thì rất là khó khăn đó nha. Rất mong cô chú anh chị mà các bạn thông cảm cho mấy anh em. Chắc tầm nắng nắng bữa hay bữa mấy anh em đi săn bắt nấu ăn ngoài đồng với cắm trại một hôm để coi thời tiết tốt tốt ra. Chứ mưa đất ướt hết rồi mấy anh em ngồi cũng khó khăn với cái này kia nữa nè. Hả? Vinh Lụ? Mùa này có bông sen đẹp nữa nè cả nhà. Hả? Sen nó này đang ra bông luôn. Cái khu sen này có 4-5 công. Hả? Đi dài qua đó văng lụ, đường nước nhiều lắm á. Mấy anh em mới tới gặp được địa điểm cái vũng này nè. Cái đường nước đi dài lên nè. Cá độc quá trời. Tay nó ngắn ngắn mình văng đi được rồi. Dặn ở đây một tay trước còn dưới kinh nè cả nhà. Cô chú chưa xả bọng lên á, cá rô nè. Nó quận quận quá trời quận luôn đó. Đã bật bọng được quá trời luôn nè anh lụ. Cá chê hả, hang hả? Chỗ này chưa lưới chưa chìm. Nó quợn hồi dính này, nó dính rồi đâm lưới rồi kìa. Không cho lưới nó ướt lên lụ. Lưới ướt nó dễ chìm á, nó dính rồi kìa. Dính rồi đó. Đó. Thì mình kiếm cái đường nước khác nữa. Cái này văng cặp đây cũng có nữa nè. Mà nước nhiều quá.
nhiều quá sao mình ngồi. Ừ. Lụt quá trời. Dài dưới còn nước nào không? Bên đó dạng lụt, nước nhiều hơn kìa. Cái khu dưới nước nhiều mình chăng đi. Cái lụt. Ừ. Ừ. Quái tới nó rồi. Lên bờ luôn mà không thoát nước kịp. Ừ. Dân cặp mé anh lụ. Ừ, dân cặp mé được á. Mình dân cặp mé đi. Ừ. Được. Dân cặp mé tay đi. Ồ, cái gô dính lưới con bự bự không luôn. Dạ. Lưới chuột á. Đường nước không có hả? Ê, hộ lấy lướt ngắn này, ngắn đoạn này hộ. Con đó cũng được kìa. Lũ à, qua sông dân cặp mé nha. Quá. Cái gù nó đi cặp mé nó quận quá trời luôn. Chị cầm lòng không nổi hả lũ? Hả? Nó quận cặp mé cầm lòng không nổi. Tính dân ở trên ruộng cả nhà. Còn cá nó quận. Quận cặp nó ăn cặp mé. Có cây nào dài dài anh luôn. Cởi áo đại đi. Không sao đâu. Mình lội sông mà. Tại vì đi xa nhà không có đem đồ theo. Thì cởi áo rồi để hồi khô mình mặc vô. Không đâu, nó nằm trên mé mà. Cái đoạn nó ngắn anh văng đầu đó kìa anh lờ anh hậu. Từ đó một bệnh lên trên kia kìa. Có tay nó hơi ngắn á, hậu. Nó quay ra ngoài anh lụ. Nậu lên trên đó văng cái đoạn lưới kia. Ngày Thanh với Phong thì mắc coi nhà không có đi theo được. Hả? Hai cái lâu kiến hả? Hả? Ờ. Bữa nào mình làm nồi hầm xả anh Lũ ơi. Lâu rồi mấy tháng không ăn cá rô kiến. Cặp mé này nó vô nó ăn mé. Cái đó cũng 40-50 mét á. Nhẹ là hậu ai ruột đây á. Đừng cho căng quá. Cây phê mì nè cả nhà. Cây khủng khiếp luôn. Bự nắm hết luôn. Cái này cây cũ chắc cũng nhiều lâu lắm rồi nè. Cao mấy mét, cao 4 mét nha. Được không? Đĩa không á. Hả? Đĩa. Hết rồi, hồi xưa mới nhiều. Ở đây giờ không thấy con nào luôn hả anh Lụ? Giờ không có hết à. Hồi xưa nhóc luôn á, hồi xưa đây là chùm luôn hiện. Ờ. Vậy là quá luôn, quá trời luôn. Ồ, hồi nhỏ tôi đi mà đi cái cấy lúa của nó đeo á.
một hàng ngày tính ra hết đem biết bao nhiêu con mà nói dễ dữ dằn lắm. Tại hồi xưa nuôi trâu nhiều, ông bà ta nuôi trâu nhiều á, chứ giờ không có, giờ măng ruộng mà xài thuốc men nhiều quá. Thăm xong thì mấy anh em qua thăm hai tay lưới kia luôn, không có mặc áo. Trong video có gì mong cô chú anh chị các bạn thông cảm cả nhà. Cái gô hả anh luôn. Nó dạ có hai con vậy, ba con. Cá ngon ha. Đó. Quả có bốp luôn. Ăn gì ngon gì xuống. Thì chở từ nghe nào. Cái đường nước này lúng gì vậy? Nó lúng vào bộ bột luôn nghe rồi không chứ không biết giả cá à. Đây là ông chứ chỗ cái đầu kìa. Đó, cá sặc kìa. Ừ. Ủa, cái chốt bự nữa kìa. Anh nắm cá dính lưới rồi nó không ra đâu, nào qua lưới cái thổi. Làm neo nó đi. Men dở rồi. Đó, bực bực nè. Dính lên trước kìa. Đâu rồi, đèn này nè. Qua cỡ ra ta lưới. Ôi, dính kìa. Không đèn sâu quá. Đồng đồng ở trong nó chạy luôn nha anh Hậu. Nó lộ quá. Cái lộ quá đấy chú ơi. Ê dưỡng nghe bụi mình bát nè. Nước hơi sâu ha. Mùa cái sạch ngon kìa. Bự ha. Đó. Cảm ơn cầm thống nào. Đó. Đã ha. Chắc tài lưới bên lụ chắc dính cũng dữ lắm á. Ừ. Tính nó ụt quá mà. Ừ. Lưới cá rô là mấy anh em mua giăng trên ruộng đó nha. Mà thấy trên ruộng á ít nước quá đem xuống kinh giăng luôn. Hồi caramel qua anh đó lội rồi. Khỏi không? Khỏi là được không? Lội luôn chứ. Sợ gì nữa. Đọc trong bờ thứ nào. Thank you.
Đó, một cái chốt bự kìa. Cái chốt bự. Chốt ú nụ nha. Rồi. Thông ngà, thông ngà. Chơi là phóng xanh nè. Đồng tông bự hơi dính luôn á. Gió hay quá, gió luôn. Đó. Đâu? Ừ, mày dinh. Được phóng xanh đấy nha anh lụ. Phóng xanh bài bài cũng tối luôn à. Không có cái à. Gần rồi. Đâu? Đó. Rồi, dính lưới lại. Chạy ra rồi. Vậy là số em tới đó à? Chơi hoài. Sao vậy ta? Chỗ khâu đỏ đó. Cái rô tháng này mềm á nè. Mình thăm lưới bên anh lụ luôn. Em sẽ lô kiến. Hả? Lô kiến hả? Đâu được nhiêu anh nào? Cũng ngon ha. Cây bên kia nữa được rồi. Tính lội theo hai anh là cả nhà. Mà em đang sổ mũi như đang sốt, em không lội cũng được. Có kìa. Caramel bệnh lội không được, uổng quá. Lưới bên đó dính nhiều quá. Đó, ẩu. Cái vô kìa. Ôi, bự luôn. Hả? Ừ. Ồ, dính trước nữa kìa. Hả? Dính trước nữa đó. Giờ lưới này ngon rồi. Ở lưới này dính dính nhiều nè. Vô, nghe cá sạch. Ủa, hai con nè. Đó, cái con bự, bắt cái con bự trước đi. Đồ trước dính nó kè nhóc luôn. Ừ, rắn cái kia ngon à. Ừ. Tại lưới nó chìm á. Chứ là nó chân dài hơn chút. Đó. Ừ, cái con bự không kìa. Đó, trước dính nó kìa. Đó. Cái cua ngon không ha? Hả? Cái chút bự. Ờ, cái chút bự quá, bự nè. Đây không có rau nhân lòng ha. Hả? Phải có rau nhân lòng mình hái nấm. Thôi đi bên kia, bên kia có kìa. Mình hái nấm cái về mình kho cá kho khô cái mình nấm chấm, hả? Luộc chấm. Bên kia rồi, đi về được bên kia là chắc có.
đó là anh lụ cái gô đó. Đi trước dẹt lưới ra cho dễ á. Kìa kìa kìa. Ở chỗ tay anh lụ kìa. Tôi là đi soi cá. Soi đâu? Soi đây hả? Tính làm anh ba báo rồi. Hai con luôn. Cái lồng kiến nhỏ. Nhỏ ta đi ngủ đi chơi đó, đi hẹn hò đó. Mà dính lưới luôn. Mới mới lớn rồi đi ngủ đi hẹn hò. Hẹn năm sau á. Năm sau. Ủa ta lưới này tới đâu ta? Cái lỗ đầu đây, nó đây. Đó, cái gô kìa. Lưới này tính rộng cái gì vậy? Rộng rồi. Cũng tranh thủ về cả nhà. Anh lụ còn đi đi công chuyện nữa. Về giấc nhờ thợ nấu miệt vườn khô khô. Như là chảo khô khô là ngon luôn rồi. Mấy anh em đi mới gặp được con chuối lạ luôn cả nhà. Màu đẹp á. Chuối màu tím ta. Này là cái chuối gì thôi? Ừ, đọc anh lụ. Ha. Ừ. Nè cả nhà. Không phải, hình như chuối này tôi có gặp hoài rồi mà người ta phải không biết tao gọi chuối gì á. Chuối sim mà nó cái màu á. Sim mà nó màu tím. Ờ. Nè cả nhà. Chuối màu đỏ tím luôn, cây cũng tím luôn. Cây cũng tím luôn á. Ừ, giống lạ ha. Này giống. Mới thấy à. Này xin gì nè, bưng xong làm kiểm đẹp lắm. Ừ. Sợ tao không cho. Đó mà, cái đây. Ừ. Độc lạ luôn cả nha. Đây nó màu tím. Chú tím giờ ra gặp chú xanh hả anh lụ? Chú tím thì ra đây toàn chú xanh không à. Chú độc ha. Bùm bụp mà.
cái dàn bụp nó đẹp rồi cả nhà ơi. Nhỏ nhỏ là em ưa lấy cái này em thổi con bóng với trà xà bông á, làm thổi con bóng nó bông này đập dẹp ra cái thổi nó phì lên cả nhà. Cái dàn bụp bây giờ đẹp quá trời đẹp luôn. Cây này hồi đó là cô chú trồng hoa hàng rào rất là nhiều, bây giờ hiếm lắm. Anh em cũng lội về nhà, lội nhà xa lắm là tha luôn. Còn cây hơn cây số, tuốt bên chùa điện bên đó, đi lên đoạn nữa. Cái chỗ này là chỗ còn mới. Anh em nhân lưới bắt vừa cũng rồi hết cái này. Cá như ếch. Rồi cho chị Hà nấu nữa, miệt vườn. Này mình làm món gì hả chị Hà? Canh chua với cá kho. Canh chua với cá kho ha. Cá gùi hôm nay với cá chốt ngon ngon luôn đó nha. Caramel dầm nước chịu hết nổi rồi. Bệnh này. Sáng giờ mưa cũng mưa, rất là mưa luôn đó nha. Mưa giờ mới còn râm râm nữa, chưa có tạnh. Mưa ở đây là nổi nước luôn. Lúa ở đây thì ngay cái đường nước, đường kinh ra thì ngập luôn, quá trời ngập. Cũng có cô chú hỏi là ở đây là không có ấy không à. Ở đây thì ở đây lúa thường là cô chú làm ba mùa không chị? Ba mùa. Không có cô chú hỏi lúa ở đây không có lũ sao? Ở đây làm ba mùa luôn đó nha. Nó có chùa với kho mớ đó nha. Chị cái mới tỏi thơm quá. Ủa lũ lũ đâu ta, bên kia hả? Đây ủa lũ ơi, cái bọc thuốc ở đây là của em phải không? Cái bọc thuốc này là của em phải không? Nè trong bóp anh á. Mấy họ ăn cơm uống luôn. Hai lần quá không? Mày còn mới nữa, họ nấu như chua rồi nè. Ếch với cái kia. Hô cái gì nhức nách à? Ăn ngon quá nhức tới nách rồi tí. Cá kho chị nữa nha. Kẹo luôn này, họ kẹo kẹo xuống nè, ăn canh chua nữa nè, ngon lành luôn. Làm gì tí? Làm thả nấu à? Để cá vô cái này. Cá vô. Này nó bên chua có bắp cải, rau cần thơm, giá. Nên hồi này hồi đóng cửa sau lại quá chị à? Lạnh chị hết nổi rồi, lạnh quá lạnh này.
cá kho. Cả nhà gọi quá rồi, kéo kéo luôn rồi. Cái con nó kẹo nè. Dạ. Ăn cái canh chua nó rồi luôn. Hết chịu nổi rồi nha ơi. Đây là canh chua. Đẹp trai rồi. Lụ ơi, nó bụng anh Lụ ơi. Canh chua ăn với cá khô khô nè. Nồi chua cả nha. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Thơm quá thơm mà. Bây giờ ăn cơm luôn. Nay con ăn nhiều nhiều nha gái. Đây nè. Ăn nhiều nhiều vô nha. Chua bay mùi thơm quá anh ơi. Thơm quá. Ừ. Chứ ở đây nữa, caramel nè, khoái món này nè. Kẹo luôn đó nha. Cô chú anh chị và các bạn dùng bữa với gia đình luôn nha. Anh Hậu thì đi công chuyện rồi, cả nhà không có vô lại dùng bữa với mấy anh em được. Đi con. Xe kìa con. Dạ, ai quay xe. Đi. Tập bơi bên đó hả? Vậy là tập tháng này là tập từ từ rồi tới đuôi cây ngô luôn hả? Ừ. Từ từ. Rồi có giấy phép chuẩn bị lên phường. Bơi ghê. Hãy nghỉ mấy năm anh. Ủa mời mình đi đi bơi là bơi bơi ở đây thôi hay là bơi giải ở sông Sóc Trăng luôn? Sóc Trăng á. Cái này là mời chứ mời mình cho mình đi tập luyện á. Tập luyện xong rồi tới ngày mình thi đấu thì mình thi đấu. Tại tôi bơi bơi mấy năm rồi, bơi hai ba năm á, tôi nghĩ lâu rồi đó. Đó mình tập bao lâu lên lụ? Tập là tháng mấy? Ngày nào cũng đi hả? Ngày nào cũng đi, chiều đi. Tới mùa bơi đê bua đê ghe ngo là mình thi mình bơi luôn. Không ý là mình đi tập thì mình bơi nếu mà có tâm thì mình bơi, không bơi thì thôi. Chỉ nghĩa như mình giúp nhà chùa vậy đó, mình giúp gì mình giúp thì giúp được thì giúp, chứ nhà chùa cũng không có ép mình. Nếu như mình bơi tập. Xanh.
Mời cả nhà dùng cơm với gia đình luôn nha. Cày quá cày. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Không ăn mà có chút dùng cơm. Không ăn mà có chút dùng cơm. Lính. Không ăn con. Ăn nhiều nhiều con mau lớn. Mặc kệ. Cái câu của tí rồi hôm là nhức nách. Ăn vô nhức nách. Nhất nhất của bạn đó mình bơi với tỷ thắng một đợt giải là sao hả anh Lũ? Bơi hả? Ừ. Đó có mình vô cái vòng tám đội á mới có giải có tiền. À. Còn vòng 16 đội là giảm hết rồi. Là đó là tính là thua phải không? Thua. Tính ra là đúng rồi là nhà nước á là thường thường là ta bơi là bơi 3 vòng đó. Nếu mình thua 3 vòng là mình thua 3 vòng thì mình đi về luôn. Còn mà mình thua 2 vòng mình thắng 1 vòng mình còn ở lại. Còn lại ngày mai nữa. Tại bơi 2 ngày. Rồi bơi xong vô vòng 16 đội thì vòng 8 đội thì cũng được. Vô vòng 8 đội thì thấy có hành có hà hà. Anh Diễn rồi. Vì là ngon rồi phải không? Ừ. Mình thấy có ngon. Vừa là món cái món buộc hả? Mời cái nhà dùng bữa gia đình chị luôn nha. Chùa ra năm ngày nào ăn cái gì đó. Thank you.
Mấy muối? Mấy muối nè. Lạnh chết rồi, tí ở dần. Chú giờ là chuẩn bị vô vô mùng là quăng cái màn hình rồi đó. Thì nãy giờ gia đình cũng dùng bữa xong rồi cả nhà. Thì giờ mấy anh em cũng chuẩn bị tranh thủ nghỉ ngơi rồi. Thì chắc video của gia đình mình hẹn cả nhà những video tiếp theo luôn nha. Chào cả nhà.